Hello, xin chào anh em. Ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện di cư từ Vương quốc 2012 đến Vương quốc 1818. Thì trước khi di cư thì anh em cũng biết là anh em sẽ phải dọn sạch tài nguyên, có nghĩa là anh em phải chuyển cho người khác hoặc là anh em phải xóa cái số tài nguyên dư. Tài nguyên anh em mang theo red core thì không tính nhá, còn nếu mà red tài nguyên ở bên ngoài thì anh em phải không thể mang theo được, chỉ có mang đủ cái số lượng sức chứa của nhà kho thôi. Anh em muốn biết sức chứa của nhà kho mình bao nhiêu, anh em bấm vào cái nhà kho thì anh em sẽ thấy nhé. Cái account này thì mình tính ra thì vương quốc mình di cư đầu tiên nó chính là 2025, rồi sau đó thì đến 2012. Ở 2012 thì mình cũng ở khoảng gần một năm chứ, tầm khoảng một năm rồi anh em ạ. Ok, bây giờ thì chỉ cần đợi bên 18 họ mở di trú, anh Phúc mới mở di trú thì mình sẽ di cư sang nhé anh em. Dễ thôi, anh em chỉ cần tìm 18 18, sau đó anh em tìm vương quốc, bấm vào đó. Thì chỉ cần chờ vua mở mũ nhé anh em. Ở đây hạn mức sức mạnh là 25M. Thì bây giờ mình sẽ thử bấm. Không được nhé anh em. Phải chờ. Chờ khi anh Phúc mở mũ xong thì người mà đang giữ mũ vua ấy, họ sẽ mở mũ thì anh em mới bay về được. 40 trang hộ chiếu. Ở cái account này thì mình giảm bao rồi. Dưới 70M thì sẽ tốn 40 trang hộ chiếu. Rồi đây rồi. 40 vé, tích 1 năm mới được đấy anh em ạ. Hơi lâu. Rồi anh em chỉ cần bấm vào nhập quốc là được nha. Đó, số tài nguyên dư thì anh em, một là anh em chuyển cho người khác, chuyển cho đủ. Tốt nhất là nên chuyển cho người khác chứ đừng có xóa uổng. Ở đây mình còn ít quá nên mình mới xóa, lúc nãy mình đã chuyển đủ rồi. Rồi ok rồi anh em, chỉ cần nó load được lại cái màn hình như thế này là anh em đã di cư thành công rồi đấy. Rồi, bây giờ sẽ kiểm tra lại nè. Rồi, hiện tại mình đang ở 1818 nhé anh em. Kiểm tra danh sách xếp hạng nè. Rồi, một clan duy nhất 12 tỷ. Rồi bây giờ anh em xin vào, nhớ là mới vào thì anh em cố gắng xin vào cái liên minh mạnh nhất nhé, để anh em có thể nhận quà. Rồi mới xin mà đã vào luôn rồi anh em. Đó, anh em bấm vào cái tượng đài, anh em sẽ có một số các phần thưởng, chìa khóa vàng với lại game tăng tốc. Thì anh em nhớ bấm vào đấy để nhận nhé. Nếu như anh em nào quên thì nếu mà xem video này thì anh em khi mà di cư anh em cũng có thể kiểm tra lại, nó vẫn còn ở trong đấy ấy. Thì anh em vẫn có thể vào và nhận được nó. Nhớ là vào liên minh mạnh nhất thì quà nó sẽ được nhiều hơn nhé anh em. Có một số phần thưởng mình sẽ nhận được nhiều hơn. Ở đây nếu mà tính ra mình nhận số game này mình không tính lắm, nhưng mà nó sẽ rơi vào tầm khoảng 8-9k game gì đấy. Anh em có thể xem video và tính lại cho nó chi tiết hơn nhé. Ok, thế thôi nha anh em. Đã di trú thành công tới 1818 rồi. Hẹn anh em ở những video lần sau nhé. Bye bye, xin chào anh em. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're